xin chào tất cả các con. Hôm nay cô và chúng mình lại được gặp nhau rồi. Đến với hoạt động ngày hôm nay, cô có mang đến cho chúng mình một món quà. Chúng mình cùng xem cô có gì nhé. Chúng mình thấy cô có gì? À, đây chính là ông mặt trời đấy. Con thấy ông mặt trời như thế nào? Ông mặt trời có hình gì? Theo các con, ông mặt trời được làm từ những nguyên liệu gì và làm như thế nào? Để biết được bí mật ông mặt trời làm như thế nào, thì các con cùng chú ý quan sát cô hướng dẫn chúng mình làm nhé! Để làm được ông mặt trời, các con cần chuẩn bị những đồ dùng sau: hồ dán, giấy màu và bút màu. Cách làm như sau. Bước 1. Cô lấy giấy màu, cắt thành hai hình tròn to để làm mặt cho ông mặt trời, bốn hình tròn nhỏ để làm mắt, hai chiếc miệng, và cắt những tờ giấy màu thành những dải nhỏ để làm những tia nắng cho ông mặt trời đấy. Bước 2, cô sẽ dán mặt cho ông mặt trời. Khi dán xong, chúng mình sẽ lấy bút và vẽ mắt cho ông mặt trời nhé. Bước 3, cô sẽ dán những tia nắng cho ông mặt trời. Cô lấy những dải giấy màu, dán hai đầu lại với nhau. Khi đã dán xong những dải giấy màu, cô sẽ bôi hồ vào mặt sau và dán vào ông mặt trời để làm những tia nắng đấy. Sau khi dán những tia nắng xong, chúng mình sẽ dán mặt thứ hai cho ông mặt trời để chúng mình có thể chơi được cả hai mặt nhé. Vậy là cô đã hoàn thành xong ông mặt trời rồi. Bây giờ, chúng mình cùng bắt tay vào làm ông mặt trời. Sau khi làm xong, chúng mình hãy chụp ảnh và bảo bố mẹ gửi lại cho các cô cùng xem nhé. Bài học đến đây là kết thúc rồi. Cô xin chào và hẹn gặp lại các con!